Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay, mình xin mang đến clip hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ chuyển động 3D trong MV Có Chắc Yêu Là Đây của Sơn Tùng hoàn toàn 100% bằng PowerPoint. Câu đầu tiên cũng chính là vấn đề sâu cay nhất, làm sao chúng ta có được những chữ cái dạng 3D trong PowerPoint bây giờ. Quá dễ dàng, thậm chí còn đơn giản hơn cả việc bạn hít thở. Bởi vì với Office 365, bạn sẽ sở hữu cả một kho tàng chứa hàng nghìn vật thể 3D. Ví dụ, mình có thể hồi sinh một nhân vật rất kinh điển trong văn học, đó là cậu vàng. Mình có thể dễ dàng xoay cậu vàng 360 độ, thậm chí khiến cậu vàng sống lại thực sự qua những cảnh mà PowerPoint đã thiết kế sẵn ở đây. Như là cậu vàng đang vẫy tay chào lão Hạc, hoặc chuyển sang cảnh cậu vàng đàn chiêu. Quá tuyệt vời, phải không mọi người? Nếu bạn muốn khám phá thêm về tính năng đột phá này, bạn có thể theo dõi clip hướng dẫn rất chuyên sâu tại channel YouTube của Niceline. Quay trở lại với vấn đề chính, vậy là bạn có thể dễ dàng sở hữu những chữ cái 3D từ kho tàng khổng lồ của PowerPoint. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với khâu tạo chuyển động. Nếu là một fan cứng của Niceline, chắc chắn chúng ta đã quá quen với hiệu Morph, tính năng đột phá nhất trong thập niên vừa qua của PowerPoint. Nó sẽ giúp chúng ta thay đổi trạng thái 3D của chữ ở size trước sang size sau một cách tự động. Vậy là ở size trước, mình chỉ cần thu nhỏ chữ nằm gọn bên trong slide. Sang slide sau, mình sẽ vừa di chuyển chữ ra ngoài, vừa phóng to, vừa xoay lại góc 3D của từng chữ. Và voila, chúng ta đã có trong tay cảnh mở đầu MV của Sơn Tùng một cách dễ không tưởng. Cuối cùng, clip này mình muốn dành tới tất cả những ai đang yêu, chưa yêu và sẽ yêu PowerPoint. Cảm ơn nha. Cùng tham gia khóa học PowerPoint tháng 7 của Niceline để sở hữu Office 365 miễn phí cùng bộ công cụ mạnh mẽ và giáo án thiết kế PowerPoint chuyên sâu nhất Việt Nam hiện nay. Hẹn gặp bạn tại Niceline.